Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Mới đây, PLO thông tin sự việc làm rõ thông tin lập đàn cầu mưa và khi nào Thành phố Hồ Chí Minh có mưa. Người được đề xuất lập đàn cầu mưa, tôi là thợ mộc có 20 năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Về việc tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS vừa ký văn bản gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa, đang gây xôn xao dư luận. Thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc PLO. Bạn đọc Thanh bình luận: theo tôi biết về thời tiết hàng năm, tính đến những biến đổi thời tiết thì tầm khoảng 1-2 tuần nữa Nam Bộ sẽ có mưa. Lỡ cho ông Hoàng lập đàn khấn vái lung tung, vài bữa tự nhiên có mưa thì nói ông là thần thánh. Thế kỷ 22 mà còn mê tín, thà nói áp dụng công nghệ kỹ thuật cho có mưa hoặc làm mưa nhân tạo thì không nói. Đằng này cầu mưa, buồn mê tín. Bạn đọc Thơ Huỳnh bình luận: chưa nói đến việc có mưa hay không, chứ mà lập đàn cầu mưa thì mấy ông YouTuber quay lên mạng, rồi bạn bè quốc tế nghĩ gì về Việt Nam? Nếu ông muốn giúp thì ông thực hiện lâu rồi, chứ không để gần đến tháng mưa. Bản thân tôi không tin kiểu mù quáng đó, không tin có gia cát lượng 2 đâu. Giải pháp vẫn là ngăn mặn, đào thêm kênh để trữ nước mùa hạn. Bạn đọc Nguyên Nguyên bình luận: ông tiến sĩ thật vô trách nhiệm, giới thiệu một người mà chưa khẳng định được khả năng và độ tin cậy. Lập đàn cầu mưa, Việt Nam sắp có pháp sư à? Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn phiên bản Việt à? Những vấn đề như vậy không nên. Nếu giỏi sao không gọi mưa ngay khi nói mà phải 4 ngày nữa? Mấy nay tôi nhìn trời tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt nắng, hơi âm u, cũng đoán được là 7 ngày nữa mưa. Bạn đọc Thanh Tâm bình luận: chuyện phản khoa học mà tại sao ông tiến sĩ lại giới thiệu ông thầy này một cách trang trọng bằng thư giới thiệu có đóng mộc đỏ do một người đứng đầu cơ quan thuộc ngành khoa học? Mà trong văn bản còn ghi anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định. Trong khi đó chưa kiểm chứng mà lại đi giới thiệu từ lưa như vậy. Trái chiều với nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng phản khoa học, cũng có bạn đọc cho rằng tại sao không thử? Bạn đọc Tuấn Thanh bình luận: về mặt khoa học thì không thể nào. Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều sự việc và hiện tượng mà khoa học ngày nay không thể giải thích được. Cho nên cái gì làm mà vô thưởng vô phạt, không mất tiền của dân thì cứ để ông ấy làm. Được thì tốt, mà không được thì đâu có mất mát gì đâu. Nhưng quan trọng phải có sự giám sát của cơ quan chức năng, cấp phép đàng hoàng. Đồng quan điểm với bạn đọc Tuấn Thanh, bạn đọc Bình An góp ý: thiết nghĩ việc này nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt, không nên mang tính chất mê tín dị đoan của các pháp sư, thầy tà. Bạn đọc Trí Trí bình luận: không thể khẳng định hay phủ định là có cầu mưa được hay không. Như ngày xưa các triều đại phong kiến vua chúa cũng lập đàn cầu mưa. Ở Huế vẫn còn tồn tại một đàn tế trời để cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thì tại sao không thử cầu mưa? Nhưng vị này cần phải giải thích tính hợp lý, cần phải sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, giống như việc lập đàn cầu siêu. Như PLO thông tin, ông Lê Minh Hoàng cho biết công việc chủ yếu thường ngày của ông là thợ mộc. Ngoài công việc thường ngày, ông có khoảng 20 năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Ông cho biết đã từng cầu mưa cho Hà Nội, Lâm Đồng cùng một số tỉnh thành và đã có kết quả. Thông tin tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ vừa ký văn bản gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa, đang gây xôn xao dư luận. Nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng việc lập đàn cầu mưa là hoàn toàn không có căn cứ, bởi việc xảy ra hiện tượng mưa phải có nhiều điều kiện. Vậy tại sao tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp lại ký văn bản giới thiệu ông Lê Minh Hoàng, trong khi bản thân ông khẳng định vấn đề này chưa được kiểm chứng? Trao đổi với PLO, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp cho biết ông là nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Tôi là người nghiên cứu khá nhiều và viết trên 300 đầu sách đã xuất bản. Tôi nghiên cứu lĩnh vực về tiềm năng con người rất nhiều. Khi nghe câu chuyện anh Hoàng trình bày, năn nỉ nên tôi giới thiệu. Xuất phát từ tình yêu thương, đau khổ trước các đồng bào các tỉnh phía Nam, hàng vạn hecta hoa màu, hàng triệu con người đang thiếu nước, nên nghe tin có người có khả năng thì giới thiệu. Nhưng tôi nhấn mạnh rõ là tôi chưa khẳng định và cũng không phủ định khả năng cầu mưa của anh Hoàng. Khoa học có những chân trời chưa có đáp số. Nếu khả năng người ta có mà chúng ta không thử, thì chúng ta mất đi một tài năng. Vì vậy, tốt nhất là cứ giới thiệu để địa phương kiểm nghiệm xem là có làm được không. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp nói. Chiều ngày 14 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa, cho biết muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, nghiên cứu tìm cách giải hạn.
Ông Lê Minh Hoàng cho biết, công việc chủ yếu thường ngày của ông là thợ mộc. Ngoài công việc thường ngày thì ông có khoảng 20 năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Ông cho biết đã từng cầu mưa cho Hà Nội, Lâm Đồng và một số tỉnh thành và đã có kết quả. Tôi dự định ngày mai sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu và thực hiện cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây tôi có văn bản có con dấu và chữ ký của giám đốc 1 HTX ở Hà Nội. Văn bản tôi có trình bày mình có khả năng đặc biệt giúp giảm được thiên tai. Có giấy này tôi mới nộp cho Bộ Khoa học và Công nghệ để làm đề tài nghiên cứu. Ông Lê Minh Hoàng nói. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp đã ký cho ông Hoàng nhiều văn bản có nội dung như nhau để gửi đi một số đơn vị có liên quan như Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ với lãnh đạo Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh, vị này cho biết có nhận được văn bản nêu trên nhưng phía chi cục vẫn chưa có phúc đáp. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả những văn bản gửi đơn vị sẽ được phúc đáp. Chúng tôi đã nhận được văn bản có nội dung nêu trên, đơn vị sẽ có văn bản phúc đáp về vấn đề này. Vị này nói. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 15 tháng 4, Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đông Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, Tây Nguyên và vùng núi Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trong đó Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Tây Nguyên, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng, nhiều mây, về đêm trời nhiều mây, không mưa, chỉ số UV tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống ngưỡng, nguy cơ gây hại khá cao. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.